Xin chào, tôi muốn hướng dẫn các bạn nuôi rái cá toàn tập, nuôi từ nhỏ tới lớn không bao giờ bị chết. Đây là thức ăn dành cho rái cá. Và đây là ống chích sữa dành cho rái cá đã lớn khi mọc răng. Chúng ta sẽ không cho rái cá bú bằng bình nữa, mà phải bằng ống chích. Và đây là bé rái cá xong, tôi mới vừa tuyển về. Rất là dễ thương, rất là thân thiện. Và đây là dầu cá dành cho rái cá. Chúng ta có thể cho rái cá ăn dầu cá mỗi ngày 2 viên để giúp bé sáng mắt mà không cần phải ăn cá. Và đây là bồn đi vệ sinh cho rái cá. Trong đây tôi đã rải bột khử mùi hôi